Xin kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà xây dựng độc lập thuộc phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà này rất là đặc biệt nha mọi người. Có sân riêng và diện tích của cái căn nhà này cộng với sân là 50,1m nha quý vị. Hướng ngõ là hướng đông nam và hướng cửa chính của ngôi nhà là hướng đông bắc. Với cái căn nhà thiết kế và xây dựng là 5 tầng, sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với cái căn nhà này, giá chào bán hiện tại của chủ đầu tư là 3 tỷ 250 triệu đồng. Tuy nhiên, với quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 1,2 cho tới 1,3 tỷ đồng tiền mặt là có thể sở hữu cho mình căn nhà này rồi. Phần còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ mình vay vốn trong khoảng 25 năm và lãi suất ưu đãi nhất nha mọi người. Với căn nhà này thuộc phường Mỗ Lao, quận Hà Đông thì đi ra trung tâm rất là gần, xung quanh nhà đầy đủ tiện ích, đầy đủ những cái sinh hoạt, gần với lại siêu thị Big C, gần với trường mầm non, trường tiểu học Mỗ Lao nha mọi người. Đây chính là cái phần đặc biệt của ngôi nhà này, với cái sân và ngõ vào nhà riêng và đã nằm ở trên diện tích sổ đỏ rồi nha mọi người. Với cái diện tích sân này nó đã là 19m2, được lát toàn bộ gạch đỏ và có cổng riêng. Cái căn nhà này để xe riêng biệt ở ngoài, không phải dắt vào nhà nha mọi người, vô cùng hợp lý. Hướng cổng là đông nam và hướng cửa chính là đông bắc, rất rất là mát nha mọi người. Tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Cửa chính của ngôi nhà thì chỉ thiết kế một lớp cửa thôi, đó là cửa gỗ lim. Đó. Và phía tầng 1 thì đã được thiết kế gồm phòng khách và phòng bếp nha quý vị. Với hiện trạng của ngôi nhà như Ngọc Ánh quay ở trên video này thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi, căn nhà đã được hoàn thiện xong 100% rồi. Sổ đỏ chính chủ, bàn giao ngay, hồ sơ điện đầy đủ, hồ sơ nước đầy đủ, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Toàn bộ gạch lát nền kích thước của ngôi nhà là 60-60, thiết kế là vân màu trắng cùng với tông màu sơn của ngôi nhà nha mọi người. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Trần thạch cao thiết kế theo kiểu hệ giật cấp, rất là tươi mới, cũng như là chủ đầu tư có thiết kế cầu kỳ hơn một chút là ốp xung quanh cái viền đấy ạ. Đó. Với cái phòng khách của ngôi nhà đây, thiết kế hợp lý, không phải để xe ở vào trong nhà nha mọi người, bởi vì có cái sân riêng, có cổng riêng rồi, cho nên toàn bộ xe cộ để ở phía bên ngoài. Đặc biệt ở ngay ngoài phía đầu cổng, tí nữa Ngọc Ánh sẽ quay một chút cho gửi tới quý khách hàng, là có một cái ô giếng để quý khách hàng có thể rửa xe, có thể là chế biến đồ tươi sống ở ngoài đấy, rất là thoáng. Tầng 1 của ngôi nhà là thiết kế đây là phần phòng bếp ạ. Với phòng bếp của ngôi nhà thiết kế rất là hài hòa, hai tông màu trắng đen kết hợp, tủ bếp màu trắng và xung quanh ốp bếp là màu đen. Đó, tạo ra cái không gian bếp nó rất là tinh tế, cũng như là nhìn nó rất là sang trọng cho cái không gian bếp. Tủ bếp được thiết kế là gỗ MDF chống cong vênh mối mọt, vô cùng hợp lý đúng không ạ? Đây, xung quanh bếp đây, chủ đầu tư thiết kế cái kệ để đây, vách CNC, rất là hợp lý. Phụ kiện bếp đã được lắp đặt đi theo bếp đồng bộ, là chất liệu inox 304, chậu rửa nguyên đúc, vòi rửa nhập khẩu ạ. Với cái tầng 1 còn thiết kế gồm một phòng vệ sinh nhỏ, đầy đủ về công năng, bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng của ngôi nhà nha mọi người. Toàn bộ hệ thống tay vịn, cổ trụ cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ lim cao cấp, mặt bậc của bậc ốp đá cổ trắng đen. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà, xem với cái căn nhà này 50m2 trên sổ và với cái căn nhà này thiết kế như thế này ở khu vực Mỗ Lao có hợp lý hay không. Vâng, thưa mọi người, với cái căn tầng 2 của ngôi nhà, khi mà bước chân lên trên phía hành lang cầu thang rất là rộng, đồng thời ở phía các khu vực cầu thang đi lên nó có một cái ô thoáng đó để lấy ánh sáng vào trong khu vực cầu thang. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong, thiết kế theo kiểu master mọi người nha. Và ở đây là có ban công hướng ra phía bên ngoài, cửa mở đấy ạ, rất là thoáng. Đồng thời chủ đầu tư có để chờ đầy đủ ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa từng phòng. Với cái căn nhà này cửa mở được cả hai bên. Và cái diện tích căn phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 13m2, đồng thời là có nhà vệ sinh phía bên trong vô cùng rộng nha mọi người. Đây ạ. Với cái gian phòng vệ sinh đây, thiết kế quá là hợp lý và hài hòa luôn mọi người ơi.
Đây, chủ đầu tư thiết kế tỉ mỉ để luôn cả hai cái kệ có để đồ này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh nhập khẩu Hàn Quốc, bồn cầu liền khối lavabo, vòi xịt, vòi rửa, cũng như là cái xung quanh là được chủ đầu tư ốp đá lên trên tới tận trần rồi, tạo nên một cái không gian nó rất là thoáng, có cửa sổ ở đây. Hai phía cửa sổ ở trong phòng tắm nha mọi người. Bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá rất là đẹp mắt. Hợp lý, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp và cửa thông phòng ngủ là thiết kế cửa gỗ lim. Đây ạ. Đây là thiết kế cửa gỗ lim. Với hệ thống trần thạch cao giật cấp, thiết kế rất là đẹp mắt nha mọi người. Với căn nhà này đây, thoáng hai mặt luôn. Rất là hợp lý. Mời các khách hàng theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế nó hơi thú vị một chút nó so với tầng 2 mọi người ạ. Đấy. Ở đây là cửa sổ để luôn ở phần check ở đây. Ở phía hành lang đi lên này, rất là sáng, thoáng. Còn phòng ngủ tầng 3, 2, 3, 4 thì thiết kế giống hệt nhau nha mọi người. Về cái diện tích phòng ngủ cũng như là cách thiết kế ban công đây, có thể bước được ra bên ngoài, vô cùng thoáng. Với cái căn nhà thiết kế ở đấy, mọi người có thể ngắm nghía từ trên phía tầng 3 mà xuống phía dưới, nhìn được cả khoảng sân rộng. Với cái diện tích sân rộng, ngõ rộng 19 mét vuông cho cái căn nhà này, độc lập, xây dựng độc lập và vị trí ở thuộc phường Mỗ Lao thì em thấy rất là hợp lý. Và cái hỗ trợ tối đa của chủ đầu tư đó là vay vốn ngân hàng cho khách hàng có nhu cầu, thì cái phần lãi suất nó vô cùng ưu đãi. Và với cái căn nhà này chỉ phải chi trả khoảng tầm 1 tỷ 2 cho đến 1,3 tỷ tiền mặt thôi là quý khách hàng có thể nhận nhà về và ở được ngay rồi nha. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế nhà vệ sinh tương tự như tầng 2. Đấy. Đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Với cái ngôi nhà này thiết kế là 5 tầng và đầy đủ là mỗi tầng một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Vị chi là với cái căn nhà này thiết kế là có 3 phòng ngủ rộng và 3 phòng vệ sinh, đồng thời tầng 1 có một phòng vệ sinh nữa là 4 mọi người nha. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà thiết kế thêm một phòng ngủ như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, thì bước chân lên trên phía tầng 4 là đã có 3 phòng ngủ lớn, rất là tiện ích, đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng, với căn nhà vô cùng thoáng, hướng nhà để lại rất là mát, đặc biệt vị trí đi lại thì lại vô cùng thuận tiện. Từ vị trí ngôi nhà này ra tới đường ô tô nó chỉ rơi vào 150 m, cách với lại siêu thị Big C Hà Đông nó khoảng tầm 800 m, cách với lại trục đường Thanh Bình Mỗ Lao nó khoảng tầm 500 m thôi mọi người nha. Rất rất là gần, thuận lợi đi lại. Xung quanh khu vực dân cư đông đúc, đi ra cái trục đường Trần Phú, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân vô cùng gần. Tầng 4 này cũng được thiết kế giống, nói chung là giống hệt với lại tầng 2, tầng 3. Chỉ có duy nhất ở tầng 4 này, nếu như quý khách hàng nào tinh ý thì sẽ nhận ra rằng là chủ đầu tư không sử dụng sen cây tắm nóng lạnh nữa. Thay vào đó là hệ thống sen cây thường, tuy nhiên công năng sử dụng là như nhau. Và phần còn lại, phần cuối cùng của ngôi nhà đó là tầng 5. Mời quý khách hàng lên khám phá cái tầng cuối cùng của ngôi nhà của em. Tầng 5 của ngôi nhà thiết kế như sau mọi người ơi. Ở đây là có khu vực giếng trời để lấy thoáng xuống ô cầu thang. Ở đây là khu vực để máy giặt nha mọi người. Đấy ạ. Máy giặt này, ổ cắm này và ống thoát nước này. Có một khu vực sân phơi ở trên phía đây. Cũng khá là thoải mái và khá là rộng. Và cái phần sân phơi này thì chủ đầu tư có lát một cái loại gạch riêng đó, màu sắc riêng để phân biệt. Nói chung từ vị trí ngôi nhà này, Ngọc Ánh vừa chia sẻ những cái tiện ích xung quanh rồi, vô cùng hợp lý. Và cái căn nhà này thì nằm trên cái trục đường ngõ thông nha mọi người, đi lại rất thuận tiện. Phần cuối cùng đó chính là phòng thờ của ngôi nhà. Nó riêng phòng thờ này thì chủ đầu tư thiết kế là cửa nhôm hệ nha mọi người, còn toàn bộ phòng ngủ là thiết kế cửa gỗ lim. Đấy, thì đứng ở vị trí ngôi nhà này, quý khách hàng có thể nhìn thấy rất là nhiều tòa chung cư cao cấp, thị Big C này, đầy đủ tiện ích đây. Quý khách hàng có thể nhìn luôn giúp Ngọc Ánh đây, chung cư khu Giang ở đây. Chắc hẳn là quý khách hàng nào mà ở khu vực Hà Đông thì cũng sẽ biết đến cái trục
đường ở chỗ chung cư Vu Giang này, trục đường 36. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này hoặc vị trí căn nhà khác ở bên Ngọc Ánh, bởi vì có những căn rất là thấp nha mọi người, có những căn quý khách hàng chỉ có phải bỏ ra khoảng tầm 600 triệu thôi là đã có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này rồi. Vậy thì còn chần chừ gì mà không bốc máy lên gọi cho Ngọc Ánh ngay thôi, 0983013403 hoặc 0888041444 nhá. Mọi người xem video của em thì nhớ nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo bên em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.